Minh Quân sẵn sàng chưa? Ok, Hoàng Thanh sẵn sàng chưa? Và hai đội đã sẵn sàng. Sau đây thầy xin phép được đếm ngược 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Và hai đội đã có những chiến thuật vô cùng quen thuộc, đó là phá quả bóng màu đỏ để có thể tiến đến khu vực bóng màu vàng. Quả bóng màu vàng đầu tiên liệu sẽ về ai? Về với Hoàng Thanh hay về với Minh Quân? Vâng, không thuộc về Minh Quân, cũng không thuộc về Hoàng Thanh. Một trận đấu vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng hai đội tiếp tục đi về bóng màu xanh với 10 điểm trăng. Vâng, bóng màu xanh đầu tiên. Và trên bảng tỷ số đã thấy bóng màu xanh đầu tiên đã dành cho đội xanh rồi. Đội xanh đã gọi, đội đỏ có trả lời không? Không. Minh Quân trả lời nào? Vâng, Minh Quân cũng trả lời rồi. 10 điểm rồi. Vâng, trận đấu vô cùng căng thẳng. Ở giây thứ 136, hai đội đã giành được 10 điểm đầu tiên của mình. Và đề nghị khán giả không được quá khích. Vâng, cả hai đội, cả hai số 4 đang gầm gừ. Vâng, và trận đấu kết thúc ở giây thứ 122.